Hít vào thật sâu rồi thở ra nhé. Được rồi, hãy cố trấn tĩnh, nhịp thở chậm, đều. Dạ được, em làm được mà. Ôi chết, mùi gì ghê vậy? Ôi mẹ ơi, để em làm mát cho anh. Chắc là tụi mình về đi. Chuyện gì vậy trời? Nào nào, mình chọn một cái tên cùng lúc nhé. Đây rồi, Vicky. Không, Sophia hay hơn chứ. Không, Vicky, Sophia. Vicky cơ. Sophia. Em bảo Vicky. Vậy, Vicky nhỉ? Vâng, Vicky. Để anh trộn hết lên nhé. Giờ thì trải ra nè. Ok, xong rồi, ngồi đi cưng. Tên cho con mình này. Em thấy tên Bella thế nào? Lana nghe hay hơn chứ? Hả? Rõ ràng là Bella hay hơn mà. Thôi nào, Bella nghĩa là xinh đẹp ấy. Em phải nghe anh. À thế hả? Hay nhở? Thế này thì sao? Em sẽ lấy cái này. Anh phải cầm cái này. Xin chào cô sẵn sàng chưa? Mời đeo kính râm vào. Bắt đầu nào. Yay! Lana, đồng ý hai chân hai tay. Xin chào, chị cứ tự nhiên ngồi nhé. Anh ơi, em thấy hơi lạnh. Anh tăng nhiệt độ lên được không? Dạ được chứ. Hi, mỏi chân quá. Ghế đây rồi. Wow, trong này nóng dã man. Anh ơi, anh cho nó mát lên được không? Chắc chắn rồi, không thành vấn đề. Không, thế lạnh quá. Anh điều chỉnh lại giùm. Ấm hơn rồi. Ôi, mồ hôi nhễ nhại rồi. Ấm lên. Không, lạnh hơn. Ấm lên. Không, lạnh hơn. Tôi không ở đây nữa. Chả, mỗi thế mà cũng giận bỏ đi. Nếu có tiền thì việc mang thai sẽ vui hết sức. Mọi thứ chỉ là một trò chơi to đùng mà thôi. Quá trời tiền luôn nè. Ở ngoài đó thì có gì hay vậy ta? Trông mình sang chảnh hết sức. Cậu xem đi này. Đến lượt tớ. Ủa khoan, không phải tiền hả? Ơ này. Trời ơi, đồ của mình biến hết mất rồi. Nhà nghèo khổ thật đấy. Đành quen với cảnh này thôi. Bất công dễ sợ. Phòng em bé dễ thương quá. Vợ yêu ơi, anh mua xe đẩy bằng vàng nè. Đúng ý vợ luôn nhé. À, khoan, em không cần phải tự đẩy xe đâu. Có tài xế mà. Hay quá, chúng ta sẽ đi chơi thật vui. Anh nói đi. Cảm ơn anh yêu. Cô muốn đi một vòng không? Luyện tập trước cho quen dần nào. Vào đây nè. Đi ăn kem thôi baby ơi. Ôi trời, xe đẩy bằng vàng kìa. Mình chưa từng thấy cái xe nào như vậy luôn. Xe bình thường còn chẳng có nữa là. Bình đựng nước kìa. Đã đến lúc sáng tạo rồi bà con. Khi cần thì chúng ta có thể chế tạo mọi thứ. Dễ thương phết nhỏ. Để đi thử một vòng nào. Vào đây nào bé con. Nằm ngoan trong đó nha. À, thích ghê luôn á. Xin chào, chị đang cần gì ạ? Đồ ở đây đẹp thiệt đó nha. Lấp lánh lung linh sáng loáng luôn. Wow, chị ấy xinh thật đấy.
mình tìm bộ đồ xinh nhất rồi. Hay cái này nhở? Tự nhiên thấy chóng mặt quá vậy ta. Ôi chào, một chiếc ghế lớn mềm mại. Ngồi xuống cho đỡ mỏi chân cái nào. Trong này cứ như phòng sông hơi ấy. Hả? Thưa quý khách, chị thấy nóng ạ? Quạt kiểu gì mà chẳng thấy mát. Dạ, chị nói đúng. Nhưng tôi cũng đỡ mệt rồi. Tôi mua cái này và cả cửa hàng của cô luôn. Dạ vâng. Đây là toàn bộ đồ của shop em ạ. Chị có cần gì nữa không ạ? Vậy là đủ rồi. Bằng này tiền chắc đủ rồi nhở? Cả vali tiền kìa má ơi. Ok là chúng ta đi mua đồ chỗ khác nào. Bye. Wow. Sáng nay đẹp trời ghê. Cứ, sao mình hậu đậu thế nhở? Vậy thì còn ăn uống gì nữa? Ôi giời ạ, chuột cắn rách cả rồi. Có ai cứu tôi với? Cứ, thôi nào. Cứ. Vừa này. Vừa chết liền. Cửa hàng này nhiều đồ quá à. Chị đang muốn sắm quần áo ạ. Váy này được không ạ? Hết sảy con bà bảy luôn. 50.000 nhá. Dạ hơi khó đấy quý khách. Chị thử phần khuyến mại xem. Có vẻ ổn áp đấy. Wow, 50.000 mua được cả đống thứ luôn này. Tự nhiên thấy bớt nghèo khổ ghê. Vui quá là vui luôn. Ôi chà, tôi không thấy chị tới. Xem đây thế giới, nhìn chị đi. Bài nhớ. Không gian của nhà hàng này đẹp quá. Phục vụ đi ngủ hết rồi hả ta? Món khai vị đây thưa cô. Toàn món hảo hạng đó. Cô có thấy thích món nào không? Tôi sẽ lấy hết. Cảm ơn anh. Trông ngon ghê. Vị thì tạm tạm. Rau củ thì khỏi đi. Thế này mới chuẩn vị chứ. Kẹo dẻo nhỏ xinh nè. Wow, ngon tuyệt cú mèo luôn. Cô gọi à? Chúng ta chuyển sang món chính nhé. Dọn hết đi cho tôi. Tôi đã hiểu ạ. Wow, đúng là lãng phí hết sức. Món ngon nhất tiệm mình đó. Xong rồi nè. Vậy là bữa trưa đã sẵn sàng. Trông ngon phết đấy chứ. Còn tí muối nào không ta? Thôi kệ, không sao. Ngon quá, mình đói meo dâu rồi. Ăn đã cái nư ghê cơ. Rửa bát đĩa rồi đi ngủ thôi. Nhưng mà được ăn thêm thì thích nhỏ. Mà cũng chẳng có ai ở đây nhỏ. Sạch bong, đỡ tốn công rửa đĩa luôn. Hẹn gặp sau nha. Mình quá năng suất mà. Chẳng có gì mới. Không biết tivi có gì hay ho không nhở? Cô gái đó hát hay quá. Xin cảm ơn, xin cảm ơn. Wow, mình nghĩ ra một ý hay cực. Alo, đúng, ngay và luôn nhá. Sao phải xem tivi khi bạn có thể xem trình diễn trực tiếp trong phòng khách chứ? Diễn có sức sống hơn thì chết hay sao vậy? Thôi, vụ hát hò chán hơn mình tưởng ấy. Thôi thôi cô kia ơi, tôi nghe đủ rồi. Rồi rồi, đủ chưa nào?
Làm gì mà chảnh quá vậy? Tiếp theo. Ở đâu ra mà lắm vậy trời? Để nghe xem có ra gì không. Tai mình muốn chảy máu rồi. Ngon đấy. Rồi, người tiếp theo đi. Cô có nhà đẹp đấy nhỉ? Quẩy bánh nóc thôi bà con. Mình không ghét bài này, nghe cũng bánh cuốn đấy. Yeah, cái này mới gọi là âm nhạc chứ. Lấy hết tiền đi, vì bạn xứng đáng. Woohoo, tiền cho tất cả mọi người này. Hay quá sức tưởng tượng luôn đấy. Con yêu của mẹ cũng thích đúng không? Trời ơi, bài này đúng là đỉnh của chóp. Con yêu của mẹ có nghe thấy không? À, mẹ có cách rồi. Ừ, nhưng không vừa. Ừ, mình chỉ muốn cho con nghe nhạc thôi mà. Nhưng mình có mỗi một cái tai nghe thôi. Toang rồi. Giờ thì còn cái nịt. Trừ khi... mình biết rồi. Chỉ cần cái này thôi. Và cái này nữa. Mong là baby thích giọng của mẹ. Chắc thích lắm cho xem. Đi mua sắm mệt phở dâu luôn má ơi. Phiêu. Cũng đâu để nỗi đấy. Tivi hả? Anh vào bếp xíu nha. Giờ thì đập hộp đống đồ hiệu này nào. Ồ, cưng xỉu luôn. Giày nhỏ xíu xíu nè. Còn trong này. Thằng nhỏ phải lớn một chút mới đeo vừa. Còn trong này. Đôi giày nhỏ nhất và yêu nhất nè. Ủa? Trung tâm thương mại không có đôi đó. Xinh hơn mấy đôi này biết bao nhiêu luôn. Ơ, à, anh yêu ơi. Gì nữa đây? Em muốn đôi giày em bé kia. Ờ, chồng cũng đáng yêu phết. Sao cũng được, thích thì anh chiều. Tôi sẽ lấy một đôi. Vui chưa nào? Rồi ạ, vui lắm luôn. Chúng ta ngừng mua sắm được chưa? Của em nè, thấy không? Wow, ở đây có nhiều đồ cưng xỉu luôn. Bé xíu xiu luôn này. Giá 2 triệu luôn hả? Bé tẹo thế này mà. Ờ, đôi này xinh nè. Mà giá cũng hạt rẻ hơn bao nhiêu. Bán tôi đôi này nhá. Dạ được. Của chị 400 ạ. Đơn giản như đang giỡn. Hoặc là không. Mình có mỗi 200 thôi. Chả mua được cái gì cả. Thế còn đôi giày của búp bê. Có đủ cho đôi này không? Chắc là đủ đó ạ. Người gì mà kỳ cục ghê. Chắc chắn bạn sẽ phải dùng que thử thai vào một thời điểm nào đó trong đời. Nhưng không phải cô gái nào cũng phản ứng như nhau đâu, dù cho họ nhận được chính xác cùng một kết quả. Tuy nhiên, la hét có lẽ là hiệu ứng của tất cả mọi người nhỉ. Đôi khi chúng ta thấy bà bầu vui vẻ, nhưng cũng có bà bầu cáu kỉnh. Hai quý cô bụng bầu siêu thèm ăn. Trông ngon quá à. Em bé nhà tớ đang thèm cà chua lắm. Ngon quá. Tớ không chắc về món này lắm. Miễn là nó ngọt là được nhỉ. Không được. Ghê quá đi mất. Trả lại nhà bếp giùm tôi với. Xin lỗi quý khách ạ. Ừ. Ai gọi món đó vậy trời? Chuẩn, không cần chỉnh. Khoan, lại đây nào. Tôi dặn là mayo, mù tạt, xà lách, dưa chua. Dạ,
Xin chờ chút ạ. Em nghĩ chị ấy sẽ thích cái đồ này đó ạ. Chị thích ăn cả ngọt lẫn mặn đúng không? Điều chị mong muốn chính là mệnh lệnh của em. Em sẽ đổ thật là nhiều luôn. Đó. Và giờ tới kem tươi. Em đoán là chị thích nhiều kem phải không ạ? Oh yeah, thế mới được chứ. Trông cái đó cũng ngon phết đấy. Không thể quên cốm rác được nhở. Xong rồi, chúc chị ngon miệng. Cô gái đó phục vụ tốt thực sự. Xin chào tinh bột. Vào bụng chị ngay đi nào. Không có thịt thì hơi thiếu. Cứ như sinh nhật của mình ấy. Hết sảy con nhà bà Bảy. Oh yeah, ngon muốn khóc luôn. Tớ chưa bao giờ hạnh phúc thế này luôn á. Có bầu thật là vui, đúng không Bella? Thực ra thì tớ thấy hết muốn ăn rồi. Ôi trời, đây là cái phòng hay cái chuồng lợn thế? Cứ như đầy thích dọn dẹp lắm vậy. Sẽ mệt lắm cho mà xem. Đứng thế này chắc được nè. Bella ơi, anh về rồi đây. Em dọn nhà cho anh rồi nè. Đừng nói gì nữa anh yêu ạ. Em biết anh vất vả cả ngày nay rồi. Đầu óc thì căng thẳng. Cứ thư giãn và thưởng thức chút cà phê nào. Làm móng dễ chịu quá. Em đúng là cô vợ đỉnh nhất thế giới. Chúng ta là một gia đình đỉnh của chóp mà. Đói mờ cả mắt. Mình không muốn ăn miếng đó đâu. Mình còn chẳng thể cúi xuống để nhặt mới chán. Bực thật. Anh yêu ơi. Sao vậy em? Em làm rơi bịch bim bim rồi. Cả bít tất nữa. Rồi. Nhớ nhặt hết lên nhớ cưng. Dưới này bừa bộn kinh khủng. Này, gác thế này dễ chịu phết. Tiếp tục dọn đi. Bầu bí khổ thật đấy. Cho cả mẹ lẫn bố nữa. Chà, chỉ có mình anh thấy vậy thôi. Ơn giời. Con ghế nè. Con yêu có mệt không? Em sờ nhé. Có khi em bé sẽ đạp đấy. Wow, em bé đang lớn này. Diệu kỳ thật đấy. Oh wow, tôi sờ được không? Cảm ơn nhé. Xin chào bé con dễ thương. Nè, càng đông càng vui nhở. Mình được ngồi nghỉ là thoải mái rồi. Chắc còn lâu ngón tay mình mới lành. Đồng ý hai chân hai tay luôn. Trò nhớ đời, đừng có mà chạm vào bụng bầu nữa nhá. Ít ra, trước khi đấy phải hỏi xin nữa chứ. Đáng sợ quá phải không? Muốn chạm vào bụng bầu của tôi nữa sao? Muốn kiếm chuyện không? Gì vậy? Thử quay lại đây mà nói với tôi này. Chạy đi. Đồ hâm. Và giờ cái ghế là của riêng mị nhá. Oh yeah. Chỉ còn mẹ với con thôi bé yêu à. Không còn cái tay nào nữa. Hóa ra là em bé ăn cái này. Hay thật đấy. Mình sẽ tự làm thức ăn cho con. May mà mình đã có sẵn những món đồ cần thiết. Ngon lành rồi đây. Mong là con mình thích ăn chuối. Chỉ một chút thôi. Không cần nhiều đâu. Xuất sắc. Nhiệt độ nước phải chuẩn đó nha. Và xịn, đúng là thế đấy. Giờ thì xem ảo thuật này. Vẫn ổn áp nha. Giờ thì lắc lắc một xíu nè. Có vẻ ổn rồi. Cứ phải kiểm tra cho chắc ăn. Thơm quá đi. Cũng ngon phết à nha. Con yêu thích không nè? Ồ, dễ thương quá. Không ngờ mình là mẹ khéo đến thế. Hả? Trẻ con ăn cái gì cơ? Nghe hay phết nhở? Nhưng mình phải tự pha sao?
Chắc cũng không khó lắm đâu ha. Úi giời, đâu có ai thấy đâu. Mong là cái bàn này sạch. Gì nữa đây? Một chút nước à? Không biết có ngon không. Quấy đều lên phát nào. Ơ, kinh quá. Khiếp, con yêu thích không vậy? Wow, con bé trông hơi tức giận nhở. Mẹ không bắt con ăn thứ đó đâu. Nhưng mà mẹ con mình thích ăn hot dog. Và đây chính là món tủ của mẹ đó nha bé. Vào trong chai nè. Combo này là xuất sắc rồi. Mặn ngọt tuyệt đỉnh. Mong là con thích nụ bạch hoa. Xì, cứ thêm chút nữa mới đủ. Nhưng mình suýt quên mất phần tuyệt đỉnh nhất luôn. Một chai coca mát lạnh nữa. Em bé uống coca được mà nhở. Mình thông minh hết sảy. Chỉ một xíu thôi. Tuyệt vời ông mặt trời. Xong bữa tối rồi bé con. Màu trông hay phết đấy nhở. Con thích không bé cưng? Mình đúng là bà mẹ đỉnh nhất năm. Ôi, con yêu, khóc nhè à. Cậu giao hàng đến rồi. Đây rồi con yêu. Đúng là nhanh thật đấy. Nóng lòng quá đi. Mong là đủ hàng. Cưng xỉu luôn nè. Đồ của con nhỏ và dễ thương quá đi. Nhìn thôi đã thấy yêu quá trời. Tuyệt quá. Thế nào cũng xinh lắm. Thêm một món nữa vào tủ theo tuổi của con mình. Cũng nhiều phết rồi đấy. Cưng quá. Quần áo thế này là sắp đủ rồi. Ổn áp nhé. Bắt tay vào việc thôi. Làm quần áo cho con yêu của mẹ nào. Dùng mắt là chuẩn rồi. Chắc phải vẽ phác trước cho dễ. Ồ, tay áo bé xíu nè. Đến phần hay ho rồi đây. Cắt cắt cắt. Đó, có khó gì đâu. Ờ, bực góc này thế nhở. Rồi. Oh, không ổn lắm nhở. Cái áo này mới đúng nè. Dùng ghim dập là xong hết. Có cái này thì ai cần máy khâu cơ chứ. Xong. Nhìn áo bé xinh quá này. Kích cỡ chuẩn như Lê Duẩn luôn. Được rồi nè. Mình chưa từng hồi hộp thế này. Làm ơn hai vạch đi mà. Ở đây căng thẳng dã man. Ok, Min đi. Chào chị. Kết quả đây em. Ôi, nhỏ xíu này. Loại rẻ mà. Đây, em cảm ơn. Ôi, khoan. Trên này hiện là em có bầu. Khó tin quá, em thật may mắn. Scarlett, mời vào. Em đã sẵn sàng nghe kết quả chưa? Ôi, hai vạch nghĩa là có bầu rồi. Vậy, em đã có thai. Ồ, em cảm ơn. Ok, làm gì mà lâu thế cơ chứ? Jennifer, kết quả, nhanh lên. Nhìn đi này. Dạ, ok, em nhìn đây. Khoan, máy bay đấy à? Nói ghi em có bầu sao? Bất ngờ quá đi mất. Chả có gì, đen quá cơ. Ôi khổ thân, để xem mình còn đồng lẻ nào không. Cho cô này. 100 đô ấy à? Không có chi. Lúc nào rảnh cứ quay lại nhé. Wow, đôi giày lung linh quá. Cho cô chút tiền mua thức ăn này. Cho tôi tất cả luôn à. Nhìn mà xem, tiểu thư giàu có. Ôi, cô ta nhiều tiền hơn hả? Tôi còn đầy tiền để cho nhé. Chắc mình đang mơ rồi. Tưởng ngần nấy là nhiều tiền lắm hả? Đây, cầm đi.
đồ thật luôn. À, vâng ạ. Tấm lòng từ bi bao la trên này. Tôi wow. À, tớ thấy vàng rồi, tớ sẽ tặng hẳn 3 chiếc iPhone và 1 chiếc laptop. Có thế không ạ? Đồ điện tử á? Thôi xin. Còn xe hơi mới thì sao nhỉ? Thế mới gọi là cho đi chứ. Xe hơi riêng á? Ôi. Mà chờ một chút. Này, đưa bút bi đây và quay một vòng xem. Chỉ cần một chữ ký và cô đã có được nhà tôi. Đã đủ hào phóng chứ nào? Cầm đi nè. Wow. Ờ? Ngớ ngẩn rồi đấy. Đừng có nghe cô ta, ký đi. Thôi tôi đi đây. Hẹn gặp sau nhé. Cho tôi xin đi mà. Thôi, tôi mới đổi ý rồi. Không lấy lại được đâu. Chả sao hết. Mà bây giờ cũng không có ai nhìn. Này, cô đã chơi rồi mà. Đứa thời vàng đấy. Nhưng cô kia cho tôi cơ mà. Thì thôi. À, người giàu xấu tính ghê. Wow, nhà hàng này đẹp phết. Mẹ con mình sẽ ăn thật ngon nha. À, bồi bàn, cho tôi xem thực đơn với. Cảm ơn, hôm nay mình có tâm trạng ăn món gì nhỉ? Salad hay lạp? Món này ạ. Được ạ. Gì kia? Nước sốt để một bên nhé. Này, ai đó giúp tôi với. Hả? Ôi, xin chào. Của cô đây. Gì? Khoan, thực đơn đây à? Khiếp, mình chỉ đủ tiền mua burger thôi. Món này ạ. Ờ, được chứ ạ. Món sẽ lên ngay, chúc ngon miệng. Chà chà, bánh burger nhìn hấp dẫn quá ta. Salad thưa cô. Trông. Thực ra tôi không ăn nữa đâu. À, nhưng có vấn đề gì ạ? Tôi chỉ thấy không thích nữa thôi. Mà nhìn chiếc burger kia thì cho tôi giống như cô gái kia. Ồ, burger à? Có ngay ạ. Xin lỗi vì sự bất tiện này. Thôi luôn hả trời. Burger mà quý cô yêu cầu đây ạ. Thế này mới đồng ý của mình nè. Salad đây nhé. À, được tiền rồi còn được ăn miễn phí nữa. À, chẳng có gì thú vị ở đây cả. Wow, kia là ai? Và sao anh ta cứ lắc lư cái bụng bự của mình vậy? Chắc là do núi thức ăn thơm ngon kia. Ôi, wow. Những chiếc bánh hảo hạng cho bạn. Bạn chọn chiếc nào? Oh yeah. Có mùi dâu tây nè. À, không. Ước gì anh ta chọn món mình thích. Hãy nhìn xiên đồ ăn khổng lồ này. Vừa ngọt vừa mặn nhé. Oh yeah. Khoái khoái chảy nước miếng. Giống như mọi cơn thèm của mình đều được cắm vào xiên que khổng lồ vậy. Bạn muốn sao? Vậy hãy gọi ngay. Ôi trời, mình thực sự thèm lắm rồi. Gọi thế nào? Alo. Nghe thấy rồi. Tôi muốn cả hai xiên được không? Giá nào tôi cũng trả. Tôi cần chúng ngay. Ok ok. Cô đã sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu nụ vị giác chưa? Oh yeah, lại đây, nào nào. Oh, xin mời cô. Chúc ngon miệng ạ. Oh yeah. Tiền của anh ở trong đó đấy. Trong này á? Dù to rồi. Quá trời quá đất. Chìa khóa ô tô. Không đời nào. Thật khó tin mà. Cô thật tuyệt vời. Chuẩn. Hôm nay là ngày tuyệt nhất trong đời tôi. Yeah. Wow, ngon hết rẻ cân bà bảy. Từ giờ mình không cần làm việc nữa. Rất vui được giúp. Lúc nào muốn ăn lại gọi tôi nhé. Quá nhỏ. Không thể bắt kịp với cái bụng ngày một lớn. Mình còn gì nữa cơ chứ. Phải làm gì bây giờ đây? Ok, để ra ngoài này tìm xem có gì không. Mình ghét thứ này. Liệu mình có về lại vóc dáng như xưa được không? Ừ. Sao em lại buồn thế Mindy?
đồ của em bây giờ trần hết rồi. Em mặc vừa mỗi cái váy này mà xuống mù. Khoan, anh biết. Sao em không đi mua quần áo nhỉ? Ừ, cứ tưởng mình còn chút tiền trong này. Cảm ơn anh đã quan tâm. Anh chu đáo quá. Anh xin lỗi. Khoan, có khi anh giúp được đấy. Em mặc áo khoác này hợp ghê. Cảm ơn kênh. 3 phần bất lực, 1 phần nuông chiều. Chiếc váy yêu thích của mình, nhưng không biết còn đóng khóa nổi không. Bực mình quá đi mất. Mindy, sang đây. Dạ. Bụng chị to quá mặc đồ không nổi. Giúp chị với. Rất hân hạnh ạ. Kẹp cái khóa nhỏ này thôi ạ. Dừng lại. Ngồi xuống. Không thèm mặc nữa. Một chiếc váy nữa này. Sao chẳng mặc vừa bộ nào nữa vậy trời. Kéo lên đi. Khoan, để xem nào. Ok, bình tĩnh nào. Chả ích gì. Hít thở đều nào. Chị nhìn cái gì vậy? Chị biết rồi. Đó, váy này vừa với em lắm luôn. Em cảm ơn. Dù sao cũng chỉ là tạm thời thôi. Cầm đi nè. Gì đây? Để mọi người nghĩ là chị, hiểu chưa? Đó, giống như phụ kiện đẹp vậy. Đừng quá khích là được, nhớ chưa? Wow, phải nói là hôm nay nhìn mình rất lộng lẫy. Không sao đâu bé con à. Ồ, chào chị. Chào em, mời em vào. Dạ được, em đang cần quần áo mới ạ. Bụng em càng ngày càng to. Tay dài, lấp lánh thì càng tốt. Em phải đặt công thì chị mới làm được. Em quên bé mất. Ôi nhầm. Đủ chưa ạ? Hơn cả đủ ấy, ta vào việc thôi. Chị có một số ý tưởng hay ho lắm. Chúng ta tăng tốc lên cả nha nhé. Em thích vải tuyên không? À, dạ có, màu này nhìn đẹp quá. Wow. Cưng có thích không nào? Đây. Hoàn hảo luôn nè. Biết em sẽ mê mẩn mà. Nhưng bụng thì có hơi chật đấy. Em mang bầu nhớ chứ. Chị quên xừ mất. Hả? Tôi không có cần chị may đồ cho nữa. Ôi, trong này mình phải có đồ chứ. Vải màu hồng này thì sao? Vải này dùng được đấy chứ. Chỉ cần cẩn thận cắt vài đường. Vậy là váy bà bầu đã có đây rồi. Dễ thương quá phải không? Wow, vậy thì bo thêm thỏi vàng. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Con biết không, có con mẹ vui hơn nhiều. Không có con mẹ biết phải làm sao. Chiếc giường này thật thoải mái. Hình như em bé muốn ra rồi, lính canh. Mau lại đây đi. Gì ồn nào vậy? Quái hiển nhân còn gì, giúp tôi. Chà, nếu cô thích xử lý như thế, đưa em bé ra khỏi cô nào. Không ngờ dễ thế. Căng thẳng quá đi mất. Cuối cùng cũng xong rồi. Giờ tôi muốn đưa em bé đi dạo một chút. Để tôi mở cửa ra. Bay nhé. Mừng quá nhỏ đi rồi. Cứ thế thì đi ra ngoài được sao? Đúng là có tiền mua tiền cũng được mà. Phòng giam sạch sẽ cho đầu óc thoải mái. Việc này thư thái thật đấy. Con thế nào rồi con yêu? Trong đó vui vẻ chứ. Mẹ sẽ luôn luôn chăm sóc con. Chà, tiếp tục lau dọn thôi nào. Làm ơn nhỏ tiếng được không? La 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 la, lau dọn của nhà giam. Chả lẽ không có người giúp việc à? Con đang không vui vẻ đâu nhé. Mẹ! Nhỏ tiếng thôi nào. Mẹ đang cố nghỉ ngơi đây. Giọng mẹ vỗ về con đúng không? Mẹ sẽ hát ru cho bé con nhé. Kể ra ý tưởng ấy cũng không tồi đâu. Mình chỉ cần lấy cái này đã. Rất gần. Chỉ cần thêm một xíu. Đi rồi, để đến lúc hát ru con yêu. La 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 la. Cái gì vậy? Không sao đâu. Oh yeah. Quẩy lên. Dừng lại đi. Ai cũng là nhà phê bình hết. Không sao cả, mình có ý hay hơn. Bật nhạc nền cái đã.
Cái hát hay chưa ổn thôi, mình có giọng hát trời phú mà. La 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 la. Sởn có ra gà. Đừng sợ nhé bé con, mẹ xin lỗi về chuyện đó. Con không thích đâu mẹ ơi. Xuyệt, đừng gấp. Bé ơi, ngủ ngon đêm đã khuya rồi. Con mình chẳng thể nghe thấy mình nữa. Nhưng mình đã có cách. Mình sẽ tự làm mic luôn. Bắt tay vào việc thôi. Có rồi nè. Mình sẽ nói vào cái hộp này và áp hộp kia vào bụng cho con nghe. Xin chào con gái cưng. Cá thế mới phải chứ. Mình thấy buồn ngủ rồi. Ui, la la la. Hiệu quả rồi. Nhắm mắt ngủ. À thích thế à? Thích thì chị chơi đến cùng. La 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 la. Thôi đi, mẹ đừng hát nữa mà. Mình bỏ cuộc. Chỉ còn một cách thôi. Yuhu. Cô rung chuông ạ. Chơi gì đó em ấy. Đây là bài cổ điển. Thật dương dương, thế nào con? Cái gì cũng hay hơn giọng hát của mẹ. Đi ngủ thôi. Chịu ngủ rồi, ok, đẹp rồi. Wow, chơi hay thật đấy. Nhưng mình vẫn dùng hộp thiết. Đói bụng quá đi. Đến giờ ăn. Cho tôi, cho tôi. Của cô đây. Tôi đang đếm dở tiền mà. Thôi cứ đưa đây. Không biết nay được ăn gì nhỉ? Hử? Cái gì đây? Hết rẻ cam bà bảy. Thử đi, ngon mà. Người mùi đã thấy ghê rồi. Đến beautiful mất thôi. Cậu bảo lỡ rồi. Ngon dã man. Đừng có mơ tưởng ăn món này. Còn chả dám nhìn nó luôn. Nhưng con muốn thức ăn mẹ ơi. Con đói. Lúc nào con cũng mè nhau được. Mẹ biết phải làm gì rồi. Mẹ chỉ cần lấy điện thoại thôi. Mẹ cất ở trong này. Cẩn tắc vô ai nấy đúng không? Dù sao cũng là ở trong tù. Tội phạm ở khắp mọi nơi mà. Sao mình không nghĩ ra sớm hơn chứ? Gọi điện cho một người nè. Cô ấy đang làm gì nhỉ? Mình chẳng bao giờ hiểu người giàu. Ninh nào, nghe máy đi. Loại xúc xích này ngon đấy. Yeah, cô muốn gì nào? Em bé thì đang đói, mà thức ăn trong này quá khủng khiếp. Thôi, ta nghe đủ rồi. Anh không hiểu được đâu, họ cho ăn cháo yến mạch. Này, mau qua đây đi. Chúng ta phải giúp quý cô này. Hãy chăm sóc cô ấy. Oh, tuyệt quá, cảm ơn. Đừng bao giờ gọi tôi nữa. Chỗ này là thừa luôn rồi. Đi đi, cậu còn đợi gì nữa. Woohoo, vui quá đi mất. Ôi mẹ ơi, ngon bái cháy vạ chết. Chuẩn đó nè. Mình phải xin công thức mới được. Giờ thì ngồi nghỉ ngơi thôi nè. À, có chuyện gì vậy? Đó là ai? Đúng ý mình rồi nè. Cảm ơn nha. Wow, quá trời đồ ăn luôn. Pizza mới ra lò luôn. Khoái khoái chảy nước miếng. Khoan, mình có một sáng kiến. Pizza ăn kèm với kem sữa tươi. Nghiêm túc đấy hả? Ô là la, một tác phẩm nghệ thuật. Và giờ cho cả sushi vào. Cơn thèm của mình lạ thật. Nhưng ai quan tâm. Gì nữa? Một chút một tạc. Thêm nữa cơ. Ôi, dâu tây nhìn tươi mọng nước kìa. Thế này mới chuẩn. Wow, nhìn ngon quá đi mất. Ăn luôn cho nóng. Woohoo, đến giờ ăn rồi. Con muốn ăn hết. Nhìn ngon thật đấy. Ước gì mình cũng có pizza. Mình sẽ gọi cho ông xã. Alo, hả? Điện thoại không hoạt động gì cả. Ô này, gửi em thức ăn nhé. Cảm ơn anh. Pizza và sốt sô-cô-la. Ai mà tưởng tượng nổi. Ôi, miệng mình chảy nước miếng rồi. Ô, thức ăn đến rồi. Chào vợ yêu. Dạ, ôi em nhớ bộ diêm em đó quá. Chào bé con ở trong đó có ngoan không? Bố có khỏe không? Bố nhớ hai mẹ con lắm. Anh chỉ kiếm được ngần này. Em cảm ơn. Hai quả táo. Anh toàn làm hư em. Anh nhảy nhất. Ôi nào, em đang làm anh ngượng đấy. À, suýt thì anh quên mất. Anh có thanh kẹo nữa nè. Anh làm em xúc động quá. Cảm ơn ông xã. Hết sạch rồi và mình không hối hận gì cả. Cuộc sống hoàn hảo.
Trông bà thấy ghê ấy. Cứ thử sống với cô ấy thì biết. Hẹn sớm gặp em. Cho xin cái túi non. Không, nghiêm túc đấy, mình ăn quá nhiều. Đây là đâu? Ồ phải, mình vẫn ở trong tù. Trông kẹm thật đó. Con bị sao vậy? Cán trả, làm con vui đi. Con, không bao giờ dừng. Phải làm gì bây giờ chứ? Thế ăn bim bim nhé. Để con nghĩ. Không. Mẹ đang cố gắng đây. Mình muốn ăn mà con không chịu. Chắc chắn phải có cách dỗ con chứ. Mình đã hiểu ra rồi. Mẹ có muốn tiền không? Con đang đùa mẹ hả? Con muốn cái gì? Đừng có la con. Này, coi chừng. Động đất. Ôi, ra là cậu. Không dừng được con bé, giúp với. Anh Linh ơi, vào đây đi ạ. Sao thế? Có chuyện gì hả? Con em đang bị chán. Để xem nào. Thử nghịch bóng này xem. Vừa mềm vừa dai nè. Hả? Bóng à? Không có chi, chơi vui nhé. Mỗi thế. Xem nào. Thích quá. Con đỡ chán chưa? Cuối cùng con bé cũng nín. Sao trước giờ mình không biết đến cái này? Đây là thứ tuyệt vời nhất mình từng thấy. Tuyệt. Vậy nghĩa là mình được yên bình ngủ. Bóp cả bóng hoài không chán. Không ngủ rồi. Quả bóng. Không không, làm ơn đừng mà. Sao chuyện này luôn xảy ra với tôi chứ? Đừng khóc nữa. Có lẽ mình nên giúp cậu ấy. Sao ta? À đúng rồi, mình cần cái thìa. Chỉ cần dùng thìa cạo vào tường như thế này, rồi tích thành một nắm bụi. Cần thêm xíu nữa. Vậy là đủ rồi. Tiếp theo mình cần một quả bóng bay. Mình sẽ đổ bụi vào quả bóng bay. Dùng phễu sẽ dễ hơn nhiều đó. Lắc lắc một xíu để bột rơi hết xuống. Giờ thì bột nuốt lại là xong. Và mình cần trang trí nó. Bóng bay này trông thật hạnh phúc. Cảm giác bóp bóng đã tay lắm luôn. Mẹ rất xin lỗi, nhưng mẹ cũng chẳng biết làm thế nào đâu. Cheryl ơi, cậu muốn gì chứ? Tặng cho cậu nè. Thật đó. Tuyền, cảm ơn. Không có gì đâu. Chắc con tớ sẽ thích đấy. Nè, con thấy thế nào? Con thích lắm. Đây là đồ chơi yêu thích mấy của con. Nhẹ cả người. Mình có thể cảm thấy căng thẳng đang tan ra. Đúng thứ mình cần luôn.